quay điện đi. Đừng mồm vít tên là. Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh Group TV. Đó, như các bạn đã thấy thì anh hôm rồi. Nay thì anh em chúng tôi sẽ đi bắt ong. Thì cũng có ong thì không kết nhá. Nhưng có cái gì không cần. Mình từ qua đây. Bụng lắm. Mình chúc. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang đi bắt ong. Bởi vì thằng xíu đệ nó nói là nó thấy ong nên anh em chúng tôi đi xem thử như thế nào. Nếu có thì anh em chúng tôi sẽ bắt và cắt luôn. Đem về nhà ăn. Long long nhá, nhá. Hello, chào tất cả anh em. Hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ đi cân to rồi. Đã đi núi rồi. Đi cân to. Đã. Về núi nha. Cân núi rồi. Hiện tại anh em chúng tôi đang chuẩn bị bắt ong phía bên cây kì. Đó thấy không, mà đen đen kì kìa. Bây giờ thì anh này sẽ làm bắt. Anh này chuyên môn bắt, các bạn có thể thấy anh này lạ. Bởi vì tôi không cho nó vào kênh YouTube của mình. Sợ nuôi tính. Đúng rồi, nó ngu quá mà. Đó, thấy chưa? Thế là ngu rồi đó, nó lấy kia nó đốt vào, thấy chưa? Đó. Tại ngu quá không cho vào ấy. Đó, đầu là anh này sẽ làm cái này. Làm clip để sư cô cùng lổ rõ đi. Để đốt ra thành khói rồi bắt khói. Ong. Bắt ong. Hôm nay á thì anh em chúng tôi sẽ đi bắt bắt ong. Đấy, nhưng mà anh này là chưa chuyên nghiệp đâu. Để chưa đèn nàng. Lục hết của ong được bắt bình thường. Đấy, thở bốc cũng lại lên đấy. Đấy, để xoay hết. Đó, thôi giờ đồ nó lăm hay ghê. Đây là con ong nhàng các bạn ơi. Đó là nó đang cắn bạo nhàng, nó chạy cái kì. Thằng thật sự đen không? Đây mày có sao mùi này. Đấy, con cá yêu lắm. Nhìn thế này thôi mà. Anh này con đang đốt lửa nhàng. Lửa lắm khỏi để ong bay đi hết nhàng. Ừ. Để cho ong say hết nhàng. Ong say chết nhàng. Ờ, ong say dòng xe rượu. Dòng người ta ong bia nhàng. Thay ông, thay khỏi ra ông. Dạ con nè, có bữa ăn. Đây nó biểu sư đen cầm cái này đi đốt cái kia kìa. Đốt con ong à. Dưa thêm ý kết đó. Này, bỏ qua à. Chấm bắt ạ. Ê, phụ giờ thằng thăm vào đây. Đó, ha. Như các bạn đã thấy kìa đó. Ong đang làm cái gì đó, đó thấy chưa? Nó đang chạy nhanh kìa, đó thấy kìa. Đang cánh bạo, nó lại chừng. Đó, thấy chưa? Đó. Quay cái kia tê. Quay à.
quay đất. Dengar dia, dengar dia. Dạ thương thôi. Ông nó chưa có cái gì hết. Lố quá. Cái thằng siêu đen. Này. Đấy. Chưa có cái gì hết. Rồi. Về thôi. Chẳng có cái gì hết. Đồ lố rồi. Chúng ta lố rồi. Bây giờ tôi sẽ phá tàu ong nha. Thử xem thế nào. Chắc tôi chết cho đây. Cho nó mai mốt. Để nó có mực thì lại tiếp tục. Chờ. Bây giờ anh em chúng tôi lố rồi. Đó, mấy cái thằng kia đó. Ba quay chị em ba. Quay tòa chị nè.